Chào tất cả mọi người. Chào tất cả các anh chị. Hôm nay em quay video về cách nhân kỵ khá là ổn định. Mà đây nhân không phải ít, rất là nhiều. Những loại phi điệp các loại. Em muốn nói đến ở đây là cách nhân kỵ để mọi người có thể là nhân giống được những cái cây mà nó bị bệnh, bị thối ngọn hoặc là bị đại loại là kiểu không còn sống ấy, mà nó bị chết và chỉ còn thân già hoặc thân đã ra hoa, để nhân giống được một cách tốt nhất. Tỷ lệ nảy mầm chiếm đến 70%, 70% nảy mầm. Bởi vì là chẳng ai dám nói là 100% nảy mầm mà. Bởi vì cái việc mà nó ra mầm nó còn phụ thuộc vào cây, cái thân mà anh chị nhân kia nó to hay nhỏ, hoặc là cái thân đấy nó là thân già từ năm bao nhiêu. Thì để mà có những cái cây mà nhân kia mà lên tỷ lệ lớn ấy, có nghĩa là nhân lên mà nó lên rất là nhiều ấy, thì là cả vấn đề. Nên là mọi người cần phải chú ý. Đó chính là không phải cây nào nhân là cũng sẽ lên như thế. Đây bên trái bên phải bên kia đây, rất là nhiều. Đây là toàn bộ những cái cây mà nhân giống. Em nhân ra này thì cứ nhiều thì là nó lớn lớn, nó khỏe ấy. Thì em bán bình thường. Nó bé quá thì về anh chị không trồng được. Khi nhân kia như thế này ấy, thì không phải nhân cứ nhân nhiều là được, nhưng mà nhân với tỷ lệ là 60-70% là cũng có thể là khá là đạt rồi. Bởi vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, có thể là những yếu tố như là hoa nở mùa nào này và nhân kia vào lúc nào. Bởi vì bản thân những cái cây mà nó nở hoa sớm ấy, thì là nhân kia là rất là dễ ra hoa. Còn những cây nở hoa muộn ấy, thì nhân kia xác suất nó ra hoa ít hơn. Và thường những cái cây nào nó vừa vừa hoa ấy, thì nhân kỳ nó dễ. Cây nào mà nó siêu hoa quá thì cái tỷ lệ nhân kỳ của nó ấy, thì ít hơn. Đây có một giò khá là to. Đây. Nó khá là tốt. Và ra cũng rất là nhiều kỳ. Chủ yếu là kỳ tự nhiên. Nhưng mà dòng này thì dòng nó ít hoa mà. Nó lại là một cái khía cạnh khác. Nó không như là cái mà mình cắt để mình nhân kỳ. Mình cắt để mình nhân kia đó chính là cái loại mà nó bị bệnh ấy, bị hỏng ấy. Còn như những cái này là nó lên kia sẵn rồi. Những cái nó còn trên thân mẹ thì nó rất là khỏe. Thì cái việc nhân kia thì nó cũng dễ thôi, chứ nó không khó lắm. Như đây thì em giới thiệu để anh chị có thể xem qua về những cái dòng mà thân nhỏ hay thân to ấy, thì cái tỷ lệ xác suất lên kia nó như thế nào. Thì đây thì ví dụ như ở đây thì là những cái thân nó rất là to. Đây có thân nó chỉ lên một mắt thôi, có thân lên hai mắt, nhưng với điều kiện đấy là thân nó rất to, còn và thì sẽ lên cái mầm rất lớn này. Còn những cái thân mà nó bé thì cái xác suất lên kỳ của nó sẽ nhỏ hơn. Đây này, kỳ nó rất là bé, thân nó còi mà, lên kỳ bé hoặc là nó ít kỳ hơn. Như cái thân này này, thạn này, thân này nó là kỳ năm nhất này, nhưng mà nó phải bốn mắt thì nó mới lên được một cái. Còn khi mà những cái mà nó to ấy, những cái thân nó mập như này thì nhân thì thường là một mắt thì nó hai mắt thì nó sẽ lên một, hoặc tỷ lệ nó chỉ là khoảng 60-70% đấy, tùy phụ thuộc vào cái cây mình nhân nó là giống cây nó siêng kỳ hay siêng hoa nữa, chứ không phải cây nào là mình cũng nhân tỷ lệ nó như nhau. Ví dụ như những cái thân nhỏ, đây thân này nó nhỏ này, thân này rất là bé. Đây là gốc, mầm gốc lên nhé. Đây kỳ này, rất là bé luôn, rất bé. Thì bản thân cái kỳ nó vẫn lên, bởi vì nó vẫn là gần đấy mắt, thì nó ví dụ 3 mắt thì nó vẫn lên mắt. Nhưng mà cái cây mà nó to ấy, thì nó sẽ lên mầm to hơn. Còn những cây bé thì nó chủ yếu là mầm bé. Còn những cây mầm to thì là nó sẽ lên mầm to và cái tỷ lệ phát triển nó nhanh hơn.
chứ nó không chậm như những mầm bé. Những mầm bé thì khi mà nhân ra thì cây con nó nhỏ hơn. Ví dụ như cây này chẳng hạn, nó lên hai cái, tỷ lệ nó là như nhau, tỷ lệ nảy mầm là như nhau, nhưng nó nhỏ thì chỉ lên mầm kia nó nhỏ thôi, chứ nó mầm kia nó không to được. Nó mầm kia nó không to như cái này đây. Như cái này thì thân mẹ rất là to thì nó lên kia rất là to. Còn những cái thân mà nó còi đây này, bé này, thì nó lên kia bé. Thì cũng một phần ảnh hưởng đó chính là do với cái thời điểm mình nhân. Thời điểm mình nhân kia và cái thời điểm mà mình cho nó vào cái môi trường ấy. Bởi vì khi mà mình nhân kia mà mình để ngoài môi trường nhiều nắng ấy, thì xác suất nó lên kia nó ít hơn và sẽ lên chậm. Còn những cái thời điểm mà mình nhân kia mà nó mát ấy, xong mình cho vào mát sớm nhá, xong mình lại phun thuốc đều ấy, thì tự nhiên bản thân nó sẽ lên ki nhanh hơn. Và cái ki nó lên sớm thì nó sẽ ki tự nhiên lên sớm thì nó sẽ ra dễ nhanh. Chứ còn những cái ki mà nó phải để lâu lâu nó mới lên ấy, thì mình phải tác động thuốc. Tác động thuốc thì nó có rất là nhiều loại thuốc. Tác động thuốc thì anh chị có thể là nhắn tin cho em hoặc lên xem website của em ấy, xong mua những cái thuốc ở trên đấy. Nó có nhiều loại thuốc, rất là nhiều. Đây là thành quả nhân ki sau 2 tháng. 2 tháng thì cái tỷ lệ này mầm đây thì nó cũng khá là đạt. Như em thấy như này là quá đạt. Không phải cái nào nó cũng có thể lên được. Bởi vì những cái cây mà nó yếu ấy, thì nếu nó không lên được thì nó sẽ chết. Xác suất đấy là không thể tránh được. Và chắc chắn có, ví dụ như đây vẫn còn. Bởi vì những cái khuyết như này, 4 cái này chắc chắn là bị chết một cái. Đây như cái này. Cái này là do cái lúc mà mình cắt mình xử lý chưa ổn. Thì tự nhiên là nó sẽ bị mất một cái đi. Nhưng còn về những cái khác ấy, thì đa phần là em trồng khá là ok thì nó cũng lên tỷ lệ mầm khá tốt. Như nhân ki thì nó có chỉ có những cái đặc yếu tố quan trọng nhất để lên ki, đó chính là thời tiết mát, nhân trong khu vực mát là thứ nhất. Cái thứ hai là phân thuốc bón cho nó ăn ý, bón phân cho nó ăn đều, thì tự nhiên là cái cây nó thân, vì nó là thân già, nó không có gì hút chất ăn cả, thì phải bón phân đều để cho nó có dưỡng chất để lên mầm. Còn những cái mà mình dùng thuốc kích thích ấy, dùng thuốc kích thích thì đó chính là những cái cây mà nó thực sự là nó đắt tiền ấy thì hãng dùng, còn không thì không nên sử dụng. Bởi vì dùng thuốc kích thích nảy mầm ấy, thì nó có vài loại thuốc kích thích nảy mầm như Kizui, Kipro, vài loại Kizui, Kachusa hay là nhiều loại khác. Nhưng dùng thuốc kích thích thì nó ảnh hưởng về cây nhiều, nó sẽ làm yếu cây. Cây thì nó đẻ nhiều nhưng mà bản thân nó đẻ nhiều nhưng khả năng ra rễ của nó chậm hơn. Còn khi mà mình nhân ki tự nhiên ấy thì đây. Nhân ki như này thì nó chỉ dài tầm 1 đến 2 cm là đã có rễ rồi. Và cái tỷ lệ nó ra rễ rất là nhanh chứ nó không quá lâu như là những cây mình sử dụng thuốc. Nhân ki tự nhiên này bé nó cũng có rễ, chứ không phải là cứ to là mới có rễ. Cây bé hay cây to đều có rễ như nhau, nhưng mà cái sự phát triển của nó ấy, thì khi mà những cái cây nó có rễ thì nó phát triển rất nhanh. Còn những cái cây mà nó phát triển mà nó lên mầm rất dài, lên mầm khoảng 5 cm đến 10 cm nhưng mà không có rễ, thì tự nhiên là cái cây đấy nó sẽ bị yếu và nó sẽ bị suy cây. Và những cái cây suy như thế thì nó lâu ra rễ, mà nó lâu ra rễ thì nó sẽ chậm phát triển, rất là chậm phát triển. Đây là một vườn nhân ki khá là tốt và tỷ lệ lên ki khá là cao. Thì nó dành cho khoảng 80% là anh chị có thể áp dụng theo cái mô hình này, đó chính là thật mát và phun thuốc, giữ ẩm đều để cho cây phát triển. Vì nó là thân già mà nó không hút rễ đâu được cả. Thế nên là mọi người cần phải cho nó ăn để cho nó có dưỡng chất để phát triển một cái cách tốt nhất.
Thì kèm vào đây thì em cũng nói luôn về vấn đề là sử dụng giá thể để nhân ki nhé. Giá thể để nhân ki thì em, mọi người ưu tiên cho em là cái loại giá thể nào mà nó giữ ẩm tốt, để có khi là 2 ngày mình mới phải tưới một lần thôi, chứ đừng 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 dùng cái giá thể quá khô. Quá khô thì ngày nào mình cũng phải tưới vài lần, hai lần, ví dụ như là vỏ thông chẳng hạn ấy, thì nó sẽ khô, và khô thì tỷ lệ nó nảy nảy mầm nó chậm hơn, ít hơn. Còn khi mà nó đã ra mầm mà nó chưa ra rễ thì mình lúc đấy thì mình lại cần ẩm nhiều, khô nhiều. Thì thay vào đó thì cái việc đó chính là mình vẫn dùng giá thể giữ ẩm tốt một chút, đó như là vỏ rêu hoặc là vỏ bộ dừa ấy, thì lúc ấy mình có thể vẫn dùng giá thể đó, nhưng mà mình tưới ít đi, khoảng 2 ngày mình tưới một lần, thì tự nhiên là nó đi hút nước, mà cây nó muốn muốn hút được nước thì nó phải ra rễ, mọc nhiều rễ thì nó mới hút nước được. Thì cái đấy thì nó cũng là cái cách để mình chăm sóc tưới bón về sau. Thì anh chị cứ xem nghiên cứu, cần tư vấn thì liên hệ cho em tư vấn sâu hơn. Cảm ơn anh chị, chào anh chị.